Top 5 tướng từng bị out meta, bất ngờ trở lại mạnh mẽ ở mùa 21. Chuyện một vị tướng lên voi xuống chó, chỉ sau một bản cập nhật, đã là điều không còn xa lạ với game thủ Liên Quân. Sau phiên bản mới mang tên Vương Quốc Rồng, nhiều vị tướng có sức mạnh khủng ở meta trước đã mất đi độ hot, ngược lại cũng không ít cái tên bị lãng quên trong quá khứ bất ngờ trở lại mạnh mẽ. Cùng điểm qua xem đó là những vị tướng nào nhé. Circuit, sau giai đoạn làm mưa làm gió với độ trâu bò khủng khiếp ở vị trí đi rừng, thời gian qua Circuit lại chìm vào quên lãng và không còn được nhiều game thủ ưu ái sử dụng. Tuy nhiên ở meta mới này thì Circuit đi lên tà thần Caesar đang bắt đầu hot trở lại cùng khả năng dọn lính nhanh, đảo đường gây áp lực lớn lên các khu vực khác. Circuit hiện tại không còn có thể càn lướt mạnh mẽ như một chiến thần bất tử so với ngày xưa, tuy nhiên đây vẫn là một quân bài cực mạnh ở khoản chống chịu lẫn gây sát thương với cú đấm cường hóa khủng khiếp. Mina, sau khi được tăng sức mạnh trong lần cập nhật gần nhất, Mina đang cho thấy sức mạnh đáng nể ở cả hai vị trí là đường Caesar lẫn trợ thủ. Cô nàng này đặc biệt thích hợp đối đầu đội hình gây sát thương vật lý mà nhất là các tướng sử dụng nhiều đòn đánh thường. Lúc này nội tại chiêu một lưỡi hái tử thần sẽ được kích hoạt liên tục giúp Mina gây ra lượng sát thương chuẩn và hồi máu rất lớn. Thêm vào đó, phép bổ trợ suy nhược mới cũng khá phù hợp với Mina, nếu sử dụng phép này lên tướng địch cộng thêm chiêu cuối thì khả năng giảm sát thương của cô nàng lên đến khoảng 90%. Dù vậy nếu sử dụng suy nhược thì Mina sẽ khá yếu trong khoản tiếp cận và dễ bị đối thủ thả diều nên các game thủ hãy cân nhắc để lựa chọn nhé. Loryu, mùa 21, Loryu đang cho thấy sự trở lại có phần mạnh mẽ hơn, với việc khả năng snowball, lấy công trình nhanh bị giảm đi rõ rệt nhờ cơ chế giảm tốc lính khi phá trụ 2. Do đó, Loryu sẽ có thêm thời gian để tích lũy cấp độ và trang bị để tỏa sáng rực rỡ trong giai đoạn cuối trận. Ngoài ra, việc các tướng đấu sĩ đi rừng snowball mạnh mẽ dần giảm đi sự hiệu quả, cũng là một nguyên nhân gián tiếp khiến các tướng yếu đầu trận và mạnh về cuối trận như Loryu có thêm cơ hội. Sinistri, đây đang là quân bài khá được ưa chuộng tại giải đấu Thái Lan APL, và các bậc rank cao cho vai trò đi rừng. Khả năng farm liên tục và rình rập của Sinistri sẽ giúp cô nàng này cực kỳ khó chịu ở giai đoạn nửa sau trận đấu. Tuy nhiên ở thời điểm đầu trận thì Sinistri không quá mạnh mẽ, và cần sự bảo kê an toàn từ trợ thủ để có một tuổi thơ êm đềm. Cuối game, Sinistri có lợi thế không nhỏ với việc đẩy lẻ và tầm tay không khác gì xạ thủ. Đặc biệt là nội tại một điểm hoa máu, có thể giúp cô nàng này có thêm một mạng còn xịn sò hơn cả giáp hộ mệnh. Lumber, trùm trợ thủ, trùm tanker của mùa 21, thì Lumber chắc chắn phải có tên trong danh sách này. Vốn sẵn độ chống chịu thuộc hàng tốt nhất game, Lumber mới đây còn được chỉnh sửa bộ chiêu thức và lối chơi khiến vị tướng này thêm bội phần khó chịu. Từng bị out meta và gần như không được mấy người sử dụng trong thời gian dài, nhưng có thể khẳng định rằng giờ đây Lumber đã lên voi. Chiêu 1 của Lumber hiện tại có thêm cơ chế đẩy lùi kẻ địch rất xa, và những kẻ địch chạm phải đơn vị bị đẩy ra còn chịu hất tung 1 giây. Thêm vào đó là khả năng cơ động tương đối cùng chiêu 2 và khống chế cực gắt, với chiêu cuối long trời lở đất. Đây đang là một trong những vị tướng trợ thủ đỡ đòn mạnh nhất meta mùa 21 này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình với nhé.